Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Dực lửa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương lọt top giàu nhất Việt Nam, dân ngớ người cán bộ lương 8 triệu, đưa cả họ vào làm quan, đại gia đình bày bưu biến đất nhà nước vào túi riêng rồi cao chạy. Thưa quý vị, sau đại án chuyến bay giải cứu với những bản đấu trí chấn động dư luận, đứng đầu là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, chúng tôi mới giật mình nhớ lại vụ án tương tự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa mới táo hỏa với những điểm tương đồng đến rủng rợn. Vụ đại án gây phẫn nộ khi một Thứ trưởng lại thẳng tay biến đất công thành đất tư rồi trốn sang nước ngoài tận hưởng cuộc sống như bà Hoàng. Được biết, bà Hồ Thị Kim Thoa, một cán bộ nhưng từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, từ một nữ doanh nhân nhỏ bé vươn tới ghế thứ trưởng, sau khi ăn hết của dân đã cao chạy ra bay, Trung ương cùng lúc phát lệnh truy nã toàn quốc và thông báo đến các nước khu vực xung quanh. Nhiều người thắc mắc, khối gia tài khổng lồ của bà và hai ái nữ vẫn còn nhờ nhơ ở đó thì thế nào? Không chỉ sở hữu số cổ phiếu khủng mà còn đang nắm chức vụ quan trọng tại bóng đèn điện quang. Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Với chỉ đã cổ phiếu DQC và ADP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương trên sàn chứng khoán ước chừng sở hữu gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỷ đồng. Về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được số tài sản đó, cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không, nguồn gốc số tài sản đó từ đâu. Nhìn lại điểm xuất phát của gia đình bà Thoa, toàn bộ gia đình bố, mẹ, cá nhân bà Thoa, hai em ruột và hai con đều là viên chức, công chức, học sinh trưởng thành vào doanh nghiệp nhà nước. Qua tìm hiểu, trước khi là lãnh đạo công ty bóng đèn điện quang, sau đây gọi là công ty điện quang không có tài sản gì là lớn. Khối tài sản cùng này đối với gia đình công chức như bà Thoa chỉ được hình thành trong thời gian dài nắm giữ chức quyền. Tháng 4 năm 2000, khi làm tổng giám đốc Điện Quang, bà Thoa trực tiếp thực hiện tiến trình cổ phần hóa công ty Điện Quang. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, giá trị sổ sách của Điện Quang là 245 tỷ đồng. Nhưng theo quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2004, do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Phú ký chuyển công ty Điện Quang thành công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang DQC, vốn điều lệ chỉ là 23,5 tỷ. Đồng thời tại thời điểm này, Điện Quang còn được xóa khoản lỗ kinh doanh trên 28 tỷ để thực hiện cổ phần hóa. Tháng 2 năm 2005, Điện Quang cổ phần hóa bà Hồ Kim Thoa giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc DQC. Số cổ phần bà Thoa nắm giữ tăng theo các năm. Từ năm 2007, giá trị chỉ, chỉ 6,7 tỷ đồng, nhưng khi giữ chức thứ trưởng thì tới năm 2016, giá trị đã tăng lên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Thoa còn nắm giữ cổ phần của cả công ty nhựa giảm đông RDP. Trong quá trình giữ chức quyền tại DQC, để tăng cổ phần và Thoa đã dùng những thủ thuật chiêu trò đăng vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu, đồng thời mua thêm hàng trăm nghìn cổ phiếu trong các phiên giao dịch trên sàn chứng khoán. Về vấn đề này, cơ quan chức năng đã chỉ rõ bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty hoặc vụ chuyển nhượng cổ phần đáng chú ý tại Điện Quang. Ngày 15 tháng 9 năm 2014, công ty đầu tư và kinh doanh vốn SCIC ra thông báo đã bán toàn bộ 3,9 triệu cổ phiếu với số tiền 179 tỷ đồng và hoàn tất việc thoái vốn tại DQC. Ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 7 năm 2020, bà Thoa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước khi bị truy nã, bà Thoa được xác định hành vi đồng lõa với cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong việc hô biến 6.000 mét đất vàng khu vực Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân. Vào năm 2016, bà Thoa từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Bà Thoa cũng bị ban bí thư miễn nhiệm chức vụ ủy viên ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương do còn liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa bóng đèn điện quang và kê khai tài sản, thu nhập không đúng. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, bà Thoa chính thức rời chức Thứ trưởng. Bà Thoa từng có 18 năm gắn bó tại bóng đèn điện quang, Trước khi bà về làm thứ trưởng, từ năm 2000 đến năm 2005, bà là tổng giám đốc công ty, từ năm 2005 đến năm 2010, bà là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Đến năm 2010, khi bà Thoa được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng tại Bộ Công Thương thì ghế chủ tịch và tổng giám đốc bóng đèn điện quang được bàn giao lại cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng cho đến nay. Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thưa quý vị, mới đây Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến vì vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại Bộ Chính trị cảnh báo Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và ông Mai Văn Ninh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ban Bí thư cũng cách tất cả chức vụ trong đảng hàng loạt cựu quan chức tỉnh này, gồm Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Đăng Quyền, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế, Hoàng Sĩ Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Hoàng Văn Hùng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc. Các vi phạm xảy ra khi cho chủ trương đầu tư quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của tập đoàn FLC, cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án thành phố thông minh. Trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Thao ơ trong công tác cán bộ, lãnh đạo kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa hai nhiệm kỳ nêu trên cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn, hội đồng nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm của ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Các ông Trịnh Văn Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Nguyễn Đình Sứng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Ông cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Nguyễn Đức Quyền và Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên phó chủ tịch tỉnh, Đào Vũ Việt, bí thư thị ủy Bỉm Sơn, Vũ Đình Sinh, Đào Trọng Quy, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 bị khiển trách. Ông Lê Anh Tuấn, phó bí thư ban cán sự đảng, thứ trưởng Giao thông vận tải, nguyên phó chủ tịch tỉnh, Mai Xuân Liêm, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch tỉnh, Lương Tất Thắng, bí thư thành ủy Sầm Sơn, Đỗ Hữu Quyết, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông bị khiển trách. Tại kỳ họp giữa tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã để xảy ra các vi phạm trong chấp thuận chủ trương quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách trong một số dự án, trong đó có dự án do công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương một số cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại rất lớn tiền tài sản nhà nước gây dư luận xấu trong xã hội ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật